Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Quả nhiên là tên biến thái nha. Chu Vinh há hốc mồm, kinh thán trở nên. Đúng là một tiểu quái vật, dĩ nhiên hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trực tiếp lẻn vào phía dưới, năm đó ta cũng không có thể làm được đoạn sùng kinh ngạc nhất bởi vì hắn biết đem đầu lô nhét vào lôi đàm sẽ có cái gì thống khổ. Nhưng trầm tường nhưng thật giống như một chút việc đều không có. Liên minh đông hỏi, đoạn lão, nếu như đem đầu ngâm mình ở lôi trong đàm sẽ là như thế nào? Đó là chuyện rất nguy hiểm, chờ các ngươi thân thể có thể lôi đàm liên tục ngâm ba ngày ba đêm. Ta mới dám để cho các ngươi tiến hành lặn xuống luyện tập. Các ngươi ngâm ở lôi trong đàm, tốt nhất là nỗ lực yếu bớt hơi thở của mình bên ngoài, nói cách khác đem mình cả người đóng kín trở nên, không cho bất kỳ năng lượng đánh vào thân thể của các ngươi. Cũng không cho bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, như vậy mới có thể kéo dài. Chờ các ngươi có thể ở lô đàm liên tục ngâm 10 ngày, các ngươi ẩn nấp khí tức năng lượng có thể đạt đến rất cao trình độ. Liền ngay cả ta muốn phát hiện các ngươi cũng không dễ dàng cho tới thân thể hòa chân khí trong cơ thể cũng phải nhận được cực hạn mài rũa. Nếu như có thể đem đầu ngâm xuống, như vậy mài rũa chính là các ngươi thức hải. Chờ các ngươi cơ sở đặt vững, lại học tập ta đoạn ra bí thuật liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể cùng trầm tường tiểu tử này khắp nơi nháo sư. Vân tiểu đao bọn họ đều trầm tường thành lập hàng long môn không đơn giản mà trầm tường trêu ra kẻ thù cũng đều là trên vùng đất này thế lực cường đại bọn họ làm trầm tường bằng hữu làm hàng long môn một thành viên phải nắm giữ rất mạnh thực lực mới được đoạn sùng nhìn bên bờ nằm này sáu cái thanh niên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang bởi vì năm đó thập tiên đại đế cũng là có như thế một ít dám chọc thùng trời bằng hữu vì lẽ đó liền đáp ứng trợ giúp trầm tường bồi dưỡng bọn họ sâu đa tám chu vinh bọn họ nghỉ ngơi một ngày mặc dù thân thể còn có chút đau đớn nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ nhảy vào lôi đàm mà trầm tường lặn xuống một ngày một chút tin tức đều không có trầm tường nhảy xuống lôi đàm sau khi liền vẫn lặn xuống đến nơi sâu xa sau khi liền phát hiện này lôi đàm phía dưới phi thường ghê gớm hắn dưới tới thời điểm chịu đến rất mạnh sấm sét công kích thế nhưng thân thể của hắn cường đại lại có ngọc long huyết mạch hơn nữa nhiều năm qua hắn trải qua các loại thống khổ rèn luyện. Vì lẽ đó hắn sự nhẫn nại rất mạnh, ở hắn xem ra, nơi này kém xa tít tắp khủng bố địa tâm. Bị lôi đàm thủy ngâm đến đầu thần thức sẽ gặp đến rất mạnh công kích nhưng trầm tường tu luyện thần hồn. Luyện ra thần hải, điểm ấy công kích đối với hắn không có dùng, nhiều lắm chính là để đầu của hắn có điểm thống mà thôi hắn lặn xuống hai ngày càng là tiếp cận nơi sâu xa đụng phải sấm xét công kích liền càng mạnh hơn nữa dày đặc lôi điện chi lực còn hóa thành rất lớn cưỡng chế từ bốn phía chèn ép thân thể của hắn nếu như là người bình thường đột nhiên xuất hiện ở đây nhất định sẽ bị nghiền ép thành cặn bã ban đầu ta cũng chỉ là lặn xuống hai ngày mà thôi phía dưới này sâu không thấy đáy hơn nữa phía dưới rất khủng bố đặc biệt đến một chỗ thì sẽ có rất lớn lực cản ta nhiều lần thử nghiệm đều không thể đột phá tầng kia lực cản. Đoạn sùng ngồi ở bên bờ, có chút bận tâm mà nhìn về phía lôi đàm, thì thảo nói nói. Vân tiểu đao bọn họ đã ngủ say, ở này lôi trong đàm hành hạ. Đối với bọn họ mà nói gian khổ cực kỳ, tinh thần hòa thân thể đều phải nhận được cực hạn nhất đánh bóng, bây giờ bọn họ kiệt sức ngã đầu liền thủy cũng không có nghe được đoạn sùng buổi tối đoạn sùng nhìn giữa bầu trời lấp lóe tinh thần than thở cái này thiên lôi luyện ngục có thể thăm dò địa phương ta liền tìm toàn bộ nhưng vẫn là không có tìm tới đồ vật như hôm nay lôi luyện ngục kết giới càng lúc càng yếu rất nhiều người cũng có thể tiến vào tới linh khí lắng động nhiều năm hóa thành mỏ tinh thạch mạch rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời thế nhưng năm đó đại chiến di hài ở nơi nào thập thiên đại đế đến cùng có không có lưu lại đồ vật những kia thiên ma đến từ nơi nào, quỷ thánh lại là cái gì? Sau đó hắn lại nhìn Lôi Đàm, này Lôi Đàm nơi sâu xa lại ẩn giấu đi cái gì ta thực sự là ở trong này sống uổng phí lâu như vậy. Dĩ nhiên đối những thứ đồ này không biết gì cả. Trầm Tường đã đi tới đoạn sùng nói tới lực cản, nơi đó quả thật có một luồng rất kỳ lạ sức mạnh ngăn cản hắn lặn xuống. Để hắn cảm thấy thật giống như đến cùng như thế, nhưng nhìn kỹ con kia là một trong suốt kết giới, chỉ bất quá rất khó loại bỏ kết giới này rất đặc biệt, thùy có thể tự do thông qua cái cỗ này lực lượng sấm sét cũng được nhưng nhân nhưng không thể rất cảm giác quen thuộc lẽ nào là trầm tường nghi ngờ nói một thác chỉ phải xuyên qua tới sẽ tới đến một nghịch loạn không gian ngươi từng ở yêu ma kia tiên khanh phía dưới gặp được nơi này xuất hiện nghịch loạn không gian quá nửa là bởi vì năng lượng mạnh mẽ quá đáng lâu dài không suy tự mình hình thành nếu như ngươi qua đến làm tốt về không đến chuẩn bị Long Tuyết Di nói rằng, năm đó trầm tường ở yêu ma thiên khanh phía dưới, liền gặp được tình huống như thế, phía dưới buộc độc thú ma thần, không qua đi tới hắn vẫn là đi. Nhất định phải đi xem xem. Đoạn sùng ở trong này tìm lâu như vậy, đều không có tìm tới thiên sát thuật. Hắn cũng đã nói, hắn không cách nào lặn xuống đến nơi sâu xa, nói không chắc phía dưới này liền cất giấu thiên sát thuật. Trầm tường như thế hoài nghi cũng không phải không có lý hắn cần tìm giải rác cái khác thiên địa sát phạt thuật thì chính là thông qua hắn tu luyện địa sát chi thuật sản sinh cảm giác kỳ lạ tới nhận biết. Huống chi phía dưới này nghịch loạn không gian thứ này. Năm đó yêu ma thiên khanh phía dưới xuất hiện thứ này, rất lớn nhân tố vẫn là cho rằng. trầm tường lấy ra la thiên môn, lấy thêm ra không gian nguyên châu, hướng về la thiên môn trung rót vào rất cường đại lực lượng không gian, ở này sấm sét khủng bố lôi đàm nơi sâu xa mở ra một đạo không gian chi môn có thể thông qua đạo kia trong suốt kết giới rời đi tại chỗ thời điểm hắn đặt một hạt rất lớn phát sáng tảng đá hắn xuyên qua kết giới hướng về tảng đá bơi đi nhưng càng là hướng về phía trước dù khoảng cách phát sáng tảng đá liền càng xa thì lại sẽ quả nhiên là một nghịch loạn không gian đi về phía trước chính là về phía sau mà về phía sau có thể là hướng về tả hoặc hướng về hữu hướng về hữu lại sẽ là một hướng khác nhưng nhưng sẽ không có một phương hướng có thể để cho trở lại nguyên lai like địa phương. Hiện tại trầm tường chỉ có thể kế tục hướng nơi sâu xa thăm dò, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra chế tạo nghịch loạn không gian năng lượng nguyên, chỉ cần phá hoại nơi nào. Hắn là có thể đi ra ngoài. Lần trước ở Yêu Ma Thiên Khanh cũng là như vậy. Nghịch loạn không gian phi thường đặc thù, nơi này nguyên bản khả năng chỉ có hơn 100 bộ con đường. Nhưng người nhưng lấy đi lên 1.000 bộ 10.000 bộ mới có thể đi xong quá mạnh mẽ đắc dụng huyền vũ kim cương giáp mới được bằng không ta không cách nào kế tục ở lại nơi này trầm tường hiện tại chỉ dùng thân thể đã không cách nào chống đỡ không thể làm gì khác hơn là thả ra huyền vũ kim cương giáp lúc này mới có thể để hắn tiếp tục nữa trầm tường chừng mấy ngày đều không có lên tới đoạn này sùng lo lắng không thôi sau đó hắn liền lặn xuống để vân tiểu đao chính bọn hắn ở phía trên tu hành đoạn sùng dùng gần như hai ngày thời gian đi tới kết giới vị trí chỉ nhìn thấy một khối phát sáng thạch đầu nhân mặt trên còn có khắc tự đoạn lão thỉnh chớ lo lắng ta một sự trầm tường biết mình tiến vào nghịch loạn bên trong không gian bị nhốt rất lâu đoạn sùng nhất định trở về vì lẽ đó liền lưu lại vật này đoạn sùng đi tới sau khi đem chuyện này nói cho vân tiểu đao bọn họ không nghĩ đến trầm đại ca tiến vào có thể mặc quá kết giới chỉ cần chờ hắn lên tới chúng ta liền biết phía dưới bí mật là cái gì rồi vân tiểu đao nói rằng đoạn sùng gật đầu hắn cũng rất muốn biết trầm tường sẽ có cái gì trọng đại phát hiện hắn cảm thấy tiên lôi luyện ngục bên trong này lôi đàm là thần bí nhất một chỗ cũng là hắn không cách nào thâm nhập thăm dò địa phương nghịch loạn bên trong không gian trầm tường đến tuyển đối một phương hướng đi tới nếu như chọn sai hắn ở phía dưới du một hai năm nói không chắc lại sẽ trở lại nguyên lai vị trí may là hắn có cường đại thần lực có thể tiến hành không gian biến hóa vi diệu quan sát do đó tìm kiếm chính xác đi tới phương hướng nhưng này vẫn như cũ cần thời gian rất lâu tới tìm tòi trong chớp mắt vân tiểu đao bọn họ ở lôi đàm mặt trên đã tu hành hơn một tháng bọn họ hiện tại kiên trì thời gian đã kéo dài rất nhiều tiến bộ phi thường thần tốc để đoạn sùng hết sức kinh ngạc bất quá điều này cũng cho thấy bọn họ tiềm lực rất lớn đã có thể kiên trì một ngày tiếp tục cố gắng tốt nhất là ở các ngươi nói một chút ba vực đàm phán bắt đầu tiền tiền có thể đạt đến ta mục tiêu dự trù đoạn sùng hòa vân tiểu đao bọn họ cùng nhau nghe bọn họ nói chuyện xảy ra bên ngoài hiện tại hắn đối trầm tường cũng có rất nhiều hiểu rõ cũng với trầm tường làm ra những kia đại sự than thở không ngớt đoạn lão trầm tường giết chết thiên ma quân vương là đồ vật gì ở đây rất nhiều thứ này sao vân tiểu đao nghe nói qua thiên ma quân vương có thể kinh sợ quần hùng liền ngay cả yêu hậu loại cấp bậc này nhân vật cũng không dám chống lại nhưng cũng bị trầm tường cho chém giết ta cũng không biết là đồ vật gì thứ này ở đây không nhiều bất quá cũng chỉ là quân vương số lượng thiếu mà thôi nếu như là tiểu thiên ma vẫn là rất nhiều bởi khoảng thời gian này tiến vào tới biết nhân loại càng lúc càng nhiều người những tiên ma này đều ẩn giấu trở nên chờ đợi cơ hội hành động đoạn sùng nói rằng những tiên ma này không cần quá lo lắng đáng lưu ý chính là được kêu là quỷ thánh gia hòa ban đầu ta hòa từ nguyệt trưởng giáo đại chiến thì tên khốn này đột nhiên chạy ra tới bị chúng ta liên thủ công kích đều một sự địa phương quỷ quái này quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật nha nhưng nơi này tài nguyên nhưng rất phong phú chu vinh nói rằng hắn ngẩng đầu nhìn lam thiên đầy mặt lo lắng hắn lo lắng lại đột nhiên bốc lên một quỷ thánh tới các ngươi lại không cần vĩnh viễn ở lại đây các ngươi sợ cái gì ta còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu xuất hiện ở cái này thiên lôi luyện ngục kết giới trở nên bạc nhược nguyên nhân ta còn không có biết rõ dựa theo cái này thiên lôi luyện ngục vận chuyển phương thức trí ít còn phải vạn năm mới có thể yếu đi năm đó ta tiến vào tới thời điểm đều không có suy nhược dấu hiệu đoạn sùng cũng là lo lắng lo lắng ta lo lắng nơi này sẽ dựng dục ra một ít đáng sợ đồ vật tới nơi này nhưng năm đó thập thiên đại đế dẫn dắt hết thầy bộ hạ tiến hành cuối cùng một trận đại chiến cũng là kết thúc thập thiên đại đế đế nghiệp một trận chiến đằng ưng nói rằng nhưng nơi này không giống như là đã xảy ra loại kia đại chiến dáng vẻ thập vạn ma sơn năm đó chính là nhân ma yêu đại chiến sân bãi nơi đó liền lưu lại khó có thể xóa bỏ vết tích liên minh đông nói rằng một thác nơi này càng như một tài nguyên phong phú tiên cảnh tuy rằng cũng có một chút dị thú cái gì nhưng chúng ta nhưng không có gặp được cái gì đòi mạng đồ vật lẽ nào đây là một ôn nhu hiểm cảnh không biết trầm tường ở phía dưới thế nào rồi chỉ có thể chờ đợi hắn lên tới nhìn có không có đầu mối gì từ vĩ long nói rằng sư phụ sẽ có hay không có sự nha tiêu cừu thập phần lo lắng Đoạn sùng cười nói, các người yên tâm đi, trầm tường không có việc gì, tiểu quỷ này bản lĩnh so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều. Các người cũng không phải không biết hắn giết chết từ nguyệt trưởng giáo sự tình, ta muốn giết tên kia cũng rất không dễ dàng nha. Trầm tường xác thực sẽ không có chuyện gì. Nhưng cũng lạc lối ở nghịch loạn bên trong không gian, cái này nghịch loạn không gian so với hắn lần trước ở yêu ma thiên khanh gặp phải còn đáng sợ hơn phức tạp nhiều lắm. Ở bên trong không gian này, phương hướng lung tung biến hóa, không có bất kỳ quy luật vì lẽ đó hắn hiện tại đã không biết mình ở không gian này cái nào vị trí. Hắn cũng xa xa rời đi khối này tỏa sáng tảng đá. Càng nguy hiểm hơn chính là hắn ở phía dưới này muốn chịu đủ những kia tràn ngập nồng nặc lực lượng sấm sét dần vặt lực lượng này đã có thể thẩm thấu như hắn huyền vũ kim cương giáp. Tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng cũng để hắn rất không thoải mái bầu trời xanh biếc đột nhiên phiêu tới một trận hắc vân, hắc vân bốc lên trở nên bạo dũng từng trận cuồng loạn tà khí. Nhưng mà cũng tại lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ lay động toàn bộ thiên lôi luyện ngục. Đoạn sùng đột nhiên bay vọt đến trong trời cao, biểu hiện nghiêm túc địa nhìn chăm chú phương xa. Chuyện này là sao nữa? Này cỗ tà khí quá khủng bố, thập vạn ma sơn hòa nơi này so với tới căn bản chẳng là cái thá gì e sở cũng chỉ có yêu ma kia thiên khanh ma hù tử khí có thể áp đảo những này tà khí. Chu Vinh ngơ ngác nói rằng, giữa bầu trời đột nhiên tràn ngập ra tới vô tận tà khí, quỷ dị mà cường đại, khiến người ta đứng ngồi không yên. Hơn nữa vừa nãy cái cỗ này ba đãng mà tới sức mạnh khí tức càng làm cho nhân cả người run. Đoạn sùng từ không trung hạ đến, cau mày nói rằng, các ngươi an toàn tiến vào tới lỗ hồng đóng lại, vừa nãy nguồn sức mạnh kia chính là đóng thì bùng nổ ra tới không gian rung động xem ra các người muốn bị vây ở thiên lôi luyện ngục rất nhiều năm a à, lẽ nào thiên lôi luyện ngục luyện ngục muốn mở ra vân tiểu Đao cả kinh kêu lên chúng ta không phải học hàng ma võ công sao vừa vặn dùng đến lên tới liền tới đi từ vĩ long nói rằng nhìn dáng dấp hẳn là những kia thiên ma đại quân đến rồi tu hành hiện tại kết thúc tuy rằng chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng nhưng các ngươi tiến bộ rất lớn, hiện tại nên đi thực chiến, ta sẽ ở ở trong thực chiến truyền dạy cho ngươi môn đoạn gia bí thuật. Đoạn sùng nói rằng, điều này làm cho tiêu cừu kích động trở nên, vốn cho là dùng tới đánh từ Nguyệt Thánh Cảnh, bất quá bây giờ có thể đánh một ít thiên ma cái gì cũng không tồi. Chu Vinh cười cợt, bọn họ ngược lại không là rất lo lắng. Đi, đoạn sùng đi đầu, dẫn này mấy người trẻ tuổi, hướng tà lực dày đặc nhất phương hướng bay đi ở một phương diện khác cổ đông thần vũ khai minh liên dĩnh tiêu thần vũ đại lục trưởng giáo liên dĩnh tiêu vừa nhìn thấy cổ đông thần liền liền vội vàng hỏi cổ huynh ta chỗ ấy từ đây giao cho trầm tường ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào cổ đông thần nói rằng cái gì liên dĩnh tiêu có chút nóng này lần này xong đời minh đông khẳng định bị mang phôi liễu mộng nhi hòa hoa hương nguyệt cũng ở nơi đây các nàng cũng không có hỏi nhiều trầm tường sự tình, không đa nghi chung vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì trầm tường chém giết Tử Nguyệt trưởng giáo, các nàng cũng nhận được tin tức. Tử Nguyệt Thánh cảnh phái dưới vài nhân rất mạnh ra hỏa dưới tới, chính là vì thảo phạt trầm tường. Cổ Đông Thần nhìn không trung màu đen ma vân, nói rằng, rời đi thiên lôi luyện ngục lối ra, mở miệng bị phong đóng, hiện tại tới thứ này hẳn là chính là ngày đó ma đại quân chúng ta đều không phải những kia cổ lão thế lực thực lực và bọn họ so với tới kém rất nhiều chúng ta hiện tại muốn liên hợp với tới ta kiến nghị các vị lập tức từ bỏ khai thác tinh thạch toàn bộ tụ tập ở một có thể công có thể thủ địa phương đối phó những thiên ma này đại quân sự tình gọi giao cho những kia tự cho mình siêu phàm cổ lão thế lực đi liên minh đông hoa hương nguyệt hòa liễu mộng nhi bọn họ đều gật đầu đồng ý bọn họ chỉ cần đem phòng đến gắt gao thiên ma đại quân không cách nào đánh vào liền sẽ chọn những kia cổ lão thế lực lúc đó ở các vị liền mau nhanh hành động địa phương ta đã chọn xong cổ đông thần nói rằng bên ngoài tà khí ngập trời vạn ngàn thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống chính tụ tập cùng nhau phát khiến người ta sợ hãi rít gào chấn nhấp toàn bộ thiên lôi luyện ngục các cái thế lực đều bị vây ở chỗ này bây giờ bọn họ chỉ có thể trước tiên đối phó yêu ma lại nghĩ cách rời đi cái này thiên lôi luyện ngục thiên lôi luyện ngục đã chân chính hiển lộ ra nguyên lai dáng vẻ, trở thành một luyện ngục. Trong này những kia phong phú tài nguyên đều là dụ dỗ những người này tiến vào tới, mà những kia cổ lão thế lực trước đây đều có phần ở trong này mai phục thập thiên đại đế người. Bọn họ cho rằng bọn họ sẽ không bị trong này sức mạnh nguyền rùa, ai biết xuất hiện ở tại bọn hắn cũng giống vậy gặp xui xẻo. Trầm tường cũng không biết chính mình vừa xông qua kết giới bên ngoài liền trở rời rồi bằng không hắn nhất định hoài nghi chuyện xảy ra bên ngoài hòa nơi này có quan hệ lạc lối ở nghịch loạn bên trong không gian không phải là chuyện tốt đẹp gì nếu như không tìm được đi tới phương hướng nói không chắc sẽ bị vây ở chỗ này rất nhiều năm may là hắn có thể chống đỡ thời gian rất lâu nếu như là người khác bị vây ở chỗ này không cần thời gian bao lâu sẽ chết tới ta cũng không biện pháp lòng tiết di than thở nàng thử nghiệm rất nhiều biện pháp đều không có tìm kiếm đến một phương hướng chính xác xem hiện tại chỉ có một biện pháp chính là đem thần sát chi thuật hòa địa sát chi thuật tu luyện trở nên nói không chắc có thể có trợ giúp có thể để cho thần lực của ngươi không chịu đến nghịch loạn không gian ảnh hưởng địa sát chi thuật hoặc là có thể giúp ngươi càng tốt hơn thấy rõ tự nhiên này thần bí nghịch loạn không gian trầm tường thở dài một hơi không có ở nghịch loạn bên trong không gian đi loạn mà là dừng lại ở tại chỗ, nhắm mắt lại, cảm ngộ địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật. hắn vị trí cái này nghịch loạn không gian phi thường kỳ lạ, trong này chung quanh đều đầy dẫy lượng lớn thủy, mà những này thủy nhưng hàm chứa phi thủy. sâu xa lôi điện lực lượng giết chết. lôi điện là một loại rất nguyên thủy biến tồn tại sức mạnh từ xưa tới nay bị coi là là trời cao sức mạnh. ở rất nhiều niết bàn kiếp bên trong, cái này cũng là một loại rất cường đại tiếp lực hình thái tuy rằng rất nhiều người cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện ra lôi trúc tính chân khí, nhưng uy lực nhưng xa xa hảo thua kém cùng chân chính thiên lôi. Lôi điện là thiên lực lượng vì lẽ đó Long Tuyết Di cho rằng này lôi đàm hẳn là hòa thiên sát thuật mà trầm tường có địa sát chi thuật. Nói không chắc có thể từ cảm ngộ địa sát chi thuật bên trong đạt được cái gì trợ giúp. Trầm tường đi vào vong ngã chi cảnh, đồng thời tìm hiểu thần sát chi thuật hòa địa sát chi thuật bất chi bất giác liền đi qua chừng mấy ngày ở này hắc ám mà tràn ngập các loại lôi điện chất lỏng dưới hồ sâu diện thân thể của hắn bị các loại sức mạnh chèn ép nhưng giờ khác này thân thể của hắn chính chậm chậm xoay tròn trở nên thân thể của hắn đang thong thả xoay tròn đồng thời thả ra một trận nhu hòa thánh khiết bạch quăng sản sinh một loại sức mạnh huyền diệu chống đỡ những kia từ bốn phương tám hướng khí áp mà tới sức mạnh hắn mạo thế cũng vô cùng đặc biệt cả người hắn nằm thẳng, tay chân tự nhiên đong đưa, tuy rằng nhìn lại rất quái dị, nhưng theo hắn chậm chậm xoay tròn thì nhìn lại rồi lại là như vậy tự nhiên. Lộ ra một luồng khiến người ta khó có thể chảo mò thân vận. Trầm tường mi tâm đột nhiên lóe sáng trở nên tùy theo bắn ra một đạo màu xanh lam tia điện tia điện biến mất bên trong. Mi tâm của hắn xuất hiện một tia chớp lạc ngân màu xanh lam quang hà chính chậm rãi lập lòe. Chuyện gì thế này? trầm tường đột nhiên tỉnh lại hắn chỉ cảm giác mình vừa tỉnh ngủ đang ngủ chính mình bằng phẳng ở đại địa bên trên sau đó thấy thiên không đột nhiên đánh xuống một tia chớp đánh vào mi tâm của hắn mặt trên sau đó hắn liền tỉnh lại người đột nhiên tại chỗ chuyển trở nên một bao lâu ngươi là được ngươi nhất định là cảm ngộ đến cái gì long tuyết di nói rằng trầm tường gật gật đầu ta xác thực từ địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật cảm ngộ đến một vài thứ tỉ như địa sát chi thuật bên trong có thể để cho ta từ đó ngưng luyện ra thật mạnh mẽ địa lực lượng mà thần sát chi thuật nhưng có thể để người ta tu luyện ra thần hồn tới cuối cùng dựng dụng ra thần lực này một tầng ta đã có thể làm được trừ thứ này ra thần sát chi thuật không chỉ có là dùng thần lực giết người cùng vô hình còn có thể phối hợp cái khác thiên địa sát phạt thuật tới sử dụng cũng có thể triển khai tương tự cùng mê huyễn siêu hồn loại hình pháp môn bất quá những này ta đều sẽ đương nhiên những thứ này đều là đơn giản hoàn hữu cao siêu hơn ta hiện tại vẫn chưa thể sử dụng như vậy ngươi hiện tại có thể tìm được một phương hướng đi tới lôi đàm đất nòng cốt sao tô mị giao hỏi nàng lo lắng ở chỗ này lâu không ra được có thể vừa nãy ta khả năng là bởi vì tu luyện ra đại địa chi lực vì lẽ đó hòa nơi này một nào đó đồ vật sản sinh cảm ứng ta muốn nơi đó hẳn là có biện pháp để ta đi ra ngoài trầm tường hướng một phương hướng bơi đi thần sát chi thuật mạnh nhất có thể mạnh bao nhiêu long Tuyết di đối cái này thật tò mò bởi vì hoàng long tộc chính là vận dụng thần lực chuyên gia một ý nghĩ biến có thể giết người chỉ cần tùy tiện ngẫm lại là có thể tụ tập lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng trầm tường nói rằng đây cùng các ngươi thiên long pháp ấn gần như chỉ bất quá là ngưng tụ sức mạnh tốc độ rất nhanh nhưng ta muốn đến tầng thứ này còn muốn rất lâu đương nhiên chỉ một sử dụng không phải rất mạnh thiên địa sát phạt thuật muốn đồng thời sử dụng tài lợi hại trầm tường mi tâm lôi điện dấu ấn lóe lên lóe lên chỉ dẫn hắn đi tới để hắn ở cái này nghịch loạn bên trong không gian có một sáng tỏ phương hướng lôi đàm loại chất lỏng này đều là lôi điện ngưng tụ mà thành trải qua một loại năng lượng kỳ dị ảnh hưởng sau sẽ không để cho loại chất lỏng này kết tinh nơi này hẳn là nhân vi còn nghịch loạn không gian khả năng là trùng hợp hình thành trầm tường suy đoán nói trước đó hắn tiến vào tới thì gặp phải kết giới chính là có nhân bố trí là vì phòng ngừa mấy người tiến vào càng sâu địa phương không tới một ngày trầm tường liền thấy ở đen kịt dưới hồ sâu diện có một đạo màn ánh sáng màu trắng bên trong chính thả ra một loại kỳ dị sức mạnh sức mạnh kia khí tức rất yếu ớt rất khó cảm ứng được đến nhưng này nhưng là để lôi đàm hình thành sức mạnh chầm tường tiến vào màn ánh sáng bên trong, rơi xuống ở một sáng sủa rộng rãi cự đại trong nhà đá. Cẩn thận! Theo Long Tiết Di Kinh Hô một tiếng, một trận bí mật mang theo cuồng bạo thiểm điện cương phong thổi tới, đem trầm tường cuốn vào trong đó, hình thành một luồng sung lượng. Đẩy trầm tường đánh vào phía trên thạch bích. Trầm tường tầng tầng đánh vào phía trên thạch bích vách đá lóe lên một trận màu tím tia điện, điện đến trầm tường hét thảm một tiếng, sau đó từ phía trên thạch bích lướt xuống hắn ngã sấp trên đất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người có mái tóc rối tung, cả người đen kịt tráng hán đang dùng một đôi bích con mắt nhìn hắn, cả người rất cường tráng. Nhìn lại lại như là dã thú biến thành như thế, đột ngột giữ tợn bắp thịt lên, thỉnh thoảng tràn ra một trận tia điện, người này há hốc mồm đối trầm tường điên cuồng hét lên một tiếng. Một sắc bén hàm răng dường như mãnh thú giống như vậy, khiến người ta nhìn ra run sợ. Vật này có phải là người hay không? trầm tường một mặt kinh ngạc đứng lên sau đó nhìn một chút cái này to lớn nhà đá phát hiện ở chính giữa có một thủy tinh cái dương bên trong dương có một tấm bia đá bia đá kia nhìn lại rồi cùng lúc trước hắn đặt được địa sát chi thuật giống nhau như đúc không phải là một loại ác linh hẳn là lôi đàm dựng dục ra tới linh bất quá bởi vì tích oán quá nhiều trở thành ác linh loại này ác linh ở rất nhiều hiểm địa thường thường xuất hiện bạch u u nói rằng này ác linh thực lực rất mạnh, vừa nãy chỉ là quyền phong liền đem Trầm Tường đánh cho bay ra ngoài, hắn thấy Trầm Tường đứng lên, phát sinh gầm lên giận dữ. Hóa thành một tia chớp hướng Trầm Tường trùng tới, loại kia tốc độ khủng khiếp đánh vào này trong thạch thất nồng nặc lôi điện khí, gây nên tiếng sấm rền vang. Ầm, vừa đứng lên Trầm Tường bị ác linh một quyền bắn trúng, lại nặng nề phi đụng vào trên vách đá, hắn lồng ngực chính liều lĩnh hắc khí, hắc khí phát sinh từng tia từng tia âm thanh tia điện lòe lòe ác linh vừa cho trầm tường như lôi đình một quyền lại hóa thành một tia chớp hướng trầm tường công tới ác xúc, trầm tường vội vàng dùng xúc địa bộ tách ra nhiên này ác linh mạnh mẽ ở phía trên thạch bích đập phá một quyền sức mạnh cuồng bạo để cái này nhà đá run rẩy trở nên cái này nhà đá không đơn giản thường thường bị như thế một ác linh công kích đều không có bất kỳ vết sách quả nhiên là cất dấu thiên sát thuật địa phương trầm tường xác định thủy tinh bên trong dương chính là thiên sát thuật nếu như muốn chiếm được thiên sát thuật phải trước hết giết cái này ác linh ác linh thấy trầm tường né tránh càng thêm phẫn nộ xoay người lại hướng trầm tường công tới ghê gớm nha trầm tường thấy ác linh rồi hướng hắn trùng quyền mà tới hắn một lại tránh né lòng lực từ thân thể một dũng xung kích đến trên nắm tay diện quay về ác linh tràn đầy mau nắm đấm đón đánh quá khứ hai quyền mãnh liệt chạm vào nhau sức mạnh ba rung động nổ lên một trận nổ vang trầm tường hòa ác linh đều bị nguồn sức mạnh kia đánh bay song song va chạm phía trên thạch bích ác linh điên cuồng hét lên cả người lập lòe màu tím tà dị tia điện thân thể dĩ nhiên đột nhiên bành trướng trở nên từng khối từng khối màu đen bắp thịt trở nên càng thêm dữ tợn mặt trên còn bạo từng đạo từng đạo gân xanh sau đó lấy tốc độ nhanh hơn trùng tới một thời gian hòa ngươi nháo trầm tường lồng ngực kim quang lóe lên, chấn ma thánh ấn đột nhiên bay ra tới, bảng bạc chấn ma thánh lực rót vào chấn ma thánh ấn bên trong. Để cái này thánh ấn trở nên vô cùng to lớn, dường như một đỉnh trí, ấn khẩu quay về phi trùng mà tới ác linh. Ác linh vừa muốn chạm được chấn ma thánh ấn, chấn tự đột nhiên lóe lên, từ chấn ma thánh ấn dưới đáy bay vụt đi, tỏa ra kim sắc thánh khiết chấn tự dường như một chiếc võng. Chè ở ác linh trên người. Ác linh bị phát sáng chấn tự đè ở trên người, dường như bị một trận pháp ngăn chặn, niêm ở trên vách đá, bất luận hắn làm sao dãy rủa Đều không thể tránh thoát. Chấn ma thánh ấn chấn tự nhưng là chấn ma thiên tôn suốt đời sở học kết tinh, tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng mà bên trong lại dường như ẩn chứa một thế giới. Trầm tường vẫn là lần đầu dùng tới công kích hơn nữa còn đánh đi hắn rất nhiều sức mạnh, lúc này hắn đều suýt chút nữa một đứng vững chấn ma thanh ấn trở nên nắm đấm lớn như vậy, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại đồ vật đồ chơi này đối phó yêu ma, hòa thanh long đồ ma đau không phân cao thấp. Chấn ma thiên tôn quả nhiên là một đời thiên tôn, bực này lợi hại đồ vật đều cam lòng để cho người khác. trầm tường khắp khuôn mặt là kính nể mà nhìn về phía thánh ấn. Ác linh bị đã bị đẻ ép chấn ma thánh ấn thả ra tới chấn ấn có thể chấn áp tất cả yêu ma ác linh chỉ là vùng vẫy một hồi tử thân thể liền bắt đầu bị chấn tự gắt gao cầm cố lại. Liền sức mạnh đều dùng không đi, trầm tường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng điều tức sự khôi phục sức khỏe lượng, sau đó tay nắm thanh long đồ ma đau, đem này ác linh chém giết. Đem ra hỏa này luyện thành đan đi tuy rằng nhìn lại ăn không ngon, bất quá ta vẫn là muốn nếm thử. Long tuyết di nói rằng này ác linh mạnh mẽ như vậy dùng tới luyện đan quả thật không tệ trầm tường lập tức triển khai thiên luyện chi thuật đem này ác linh luyện lần trước hư huyễn quỷ ưng liền để trầm tường cảm nhận được loại này đan sức mạnh ở loại người như hắn giai đoạn mà nói so với ăn những dược liệu kia luyện chế đan muốn xen vào dùng mà lần này đem ác linh luyện tiến triển cũng không phải thuận lợi như vậy này ác linh đều là cuồng bạo lôi điện hóa thành muốn luyện thành một hạt có thể ăn đan rất khó cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ đổi thành luyện chế thiên lôi hoàn loại kia có thể công kích đan chính là đem ác linh trong cơ thể cuồng bạo lôi điện lực lượng ép xúc vào một chỗ ngừng tụ thành một hạt đan lúc chiến đấu tung tới làm nổ là có thể sản sinh rất uy lực cường đại chuyện này với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản bởi vì không phải làm cho người ta ăn liền rất tốt luyện chế có thể bớt đi rất nhiều bước đi chỉ là thời gian nửa ngày hắn liền luyện ra một hạt hôi không lưu thu viên thuốc hắn đem này hạt mang tràn ngập hủy diệt lôi điện lực lượng đan mệnh danh là ác linh bảo không nghĩ đến thiên sát thật thật sự ở đây là thập thiên đại đế tự tay trốn ở chỗ này sao trầm tường một quyền đánh vào thủy tinh bên trong dương nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh đàn hồi mở tới chấn động đến mức hắn phun một ngụm máu ngu xuẩn nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể bị ngươi đập nát ác linh đã sớm hiểu tới tay long tuyết di cười nói ta cho rằng ta tu luyện địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật có thể ung dung yểu đến đây trầm tường chưa từ bỏ ý định yểu ra thanh long đồ ma đao nhảy lên quá khứ quay về thủy tinh cái dương lại là một đao ẩm một tiếng nổ vang thần đao đột nhiên rung động trở nên ong ong thanh hóa thành trầm thấp long ngâm mà thủy tinh cái dương nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại liền vết tích đều không có mạnh mẽ tấn công không được hắn không thể làm gì khác hơn là tới nhuyễn thả ra thần lực thẩm thấu thủy tinh cái dương chọn đọc bia đá kia đồ vật bên trong ngay khi thần lực của hắn vừa chạm được bia đá bia đá liền đột nhiên lóe lên lúc thì trắng quang đập vỡ tan thủy tinh cái dương dễ dàng như vậy trầm tường đúng là có chút bất ngờ hắn dùng tay vuốt ve trên bia đá diện những kia cổ lão mà bé nhỏ văn tự sau đó bắt đầu đem bia đá đồ vật bên trong rời đi trong đầu của hắn hoàn thành tất cả những thứ này sau trầm tường cười nói quả nhiên là thiên sát thuật chỉ cần ta tập hợp thiên địa sát phạt thuật ta tu luyện trở nên là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều tuy rằng cũng có thể đơn độc tu luyện nhưng cũng không thể thâm nhập tinh tu biết nói sao rời đi nơi này sao bạch u u hỏi yên tâm đi u u tỷ ta hiểu là có thể rời đi nơi này trầm tường đi vào nhà đá trung tâm thả ra thần lực chính giữa nhà đá lập lòe lúc thì trắng quang sau đó hắn liền xuất hiện ở lôi đàm mặt trên. Ngày đó giết chết thuật bên trong có không có nói lôi đàm là làm sao hình thành. Tô mị giao đối lôi đàm hình thành thật tò mò. Có, đó là thiên nhiên tinh thần, không qua đi tới bị thập thiên đại đế trải qua cải tạo, dùng tới gửi thiên sát thuật sau tới khả năng là bị phát hiện nhưng những người kia không vào được. Chỉ cần làm một kết giới phong ấn, tài sản sinh nghịch loạn không gian. Trầm tường nói rằng. Lúc này thiên không hôn ám, mây đen cuồn cuộn, tà khí hừng hực trong thiên địa tràn đầy tà dị sát khí, hắn to mày nói rằng chuyện này là sao nữa? Những này tà khí như thế nào cùng thiên ma quân vương như thế? Thấy đoạn sùng hòa vân tiểu đao bọn họ đều không ở lôi trong đàm, trầm tường lo lắng trở nên. Lúc này cái này thiên lôi luyện ngục xảy ra biến hóa như thế, vừa nhìn liền biết là những kia luyện ngục thiên ma xuất hiện. Trầm tường dựa vào ký ức hướng tán tu thành lập thành thị bay đi, khi hắn tới tới đó, sự thị thành thị đã biến thành một vùng phế tích đầy đất thi thể, những thi thể này đều là một ít hình thù kỳ quái màu đen cự thú. Cũng không có thi thể của con người, hơn vạn thi thể, những thứ này đều là những kia thiên ma sao? Trầm tường đứng thẳng ở trên không, giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Chỉ thấy không trung xuất hiện một khí màu trắng toàn, mặt đất thiên ma thi thể đều bị một tầng đạm màu quang hà bao trùm. Sau đó từng khối từng khối hạch đào chí màu trắng tảng đá từ những kia thiên ma thi thể chung trôi nổi trở nên toàn bộ bay vào không trung. Tràn vào trầm tường tích đi màu trắng luồng khí xoáy bên trong, trầm tường đem này hơn vạn khối hàm chứa nồng nặc năng lượng tảng đá xung hợp lại cùng nhau, đem nung nấu thành một hạt nhỏ đan. Này cũng không phải thiên luyện chi thuật, chỉ là những thiên ma này trong cơ thể năng lượng nguyên thạch đều là. Hắn chỉ là hơi hơi áp xúc một thoáng là có thể quả thực nung nấu trở nên hắn đem hạt đan nuốt vào trong miệng, bàng bạc tinh khiết năng lượng ở trong cơ thể hắn tránh ra. Bị vận chuyển hỏa thần quyết để đan điền biến thành liệt hỏa đan điền, đem những kia năng lượng tiến thêm một bước nung nấu, hóa thành chân khí, tràn vào năm tôn thú như bên trong. Ngừng thành chân nguyên hạt. Những thiên ma này thực sự là thứ tốt, nếu như có thể giết chết rất nhiều là tốt rồi, nói không chắc ta có thể ở trong này vượt qua niết bàn ba kiếp. Trầm tường vui mừng nói thiên lôi luyện ngục bên trong vốn thì có rất linh khí nồng nặc hòa lượng lớn mỏ tinh thạch mạch những thiên ma này hiển nhiên là thông qua những năng lượng này hóa thành chỉ bất quá hắn môn đem ngưng tụ ở trong người tinh khiết sức mạnh thông qua tà công sử dụng tới tới mới có thể để bọn họ trở nên tà dặm tà tức giận trầm tường tuần một ít tàn dư khí tức cuối cùng xuống hắn phát hiện nơi này thiên ma có rất nhiều nếu như có thể tìm tới một đám hắn cũng có thể như vừa nãy như vậy ngưng luyện ra một hạt đan tới ăn xuyên qua một đám lớn trong núi trầm tường nghe được từng trận âm trầm thú hống hơn nữa mặt đất khẽ run hắn triển khai thần du cửu thiên chỉ thấy xa xa chính có mấy chục vạn con to nhỏ bất nhất hình thù kỳ quái hung thú chính đuổi theo thập tới nhân quyến rũ động lòng người nữ tử vừa nhìn liền biết là yêu vận động thiên tiểu yêu tinh đám kia thiên ma vô cùng cuồng bạo ngăn cản ở trước mặt bọn họ sơn bị bọn họ sau khi thông qua đều sẽ bị san thành bình địa hơn nữa tốc độ bọn họ cũng rất nhanh gắt gao truy đuổi ở hơn 10 tên yêu tinh phía sau, mười mấy nhân yêu tinh thực lực cũng không tầm thường, bị này mấy trăm ngàn thiên ma đuổi đánh tới cùng đồng thời, lại vẫn có thể phản công. Tuy rằng mỗi lần có thể giết chết mấy chục con thiên ma, nhưng cũng một có tác dụng gì. Một hướng khác chuyện tới từng trận kích đấu âm thanh. Yêu hậu ở bên kia hòa một lợi hại thiên ma chiến đấu đây. Long Tuyết Di nói rằng này yêu hậu có thể biết bạch tử tiến tin tức ta giúp nàng giống như vậy, nói không chắc nàng có thể nói cho ta một ít chuyện đây. Trầm tường hướng mười mấy nhân yêu tinh chạy vội tới. Trên không trung đạp lên xúc địa bộ, mấy lần liền đi tới những kia yêu tinh phía sau. Là trầm tường, một cái co tiết bạch đuôi cáo cô gái quyến rũ kiều hô, trầm tường đột nhiên xuất hiện. Làm cho các nàng cảm thấy so với phía sau mấy trăm ngàn khủng bố thiên ma đại quân đáng sợ hơn các vị cô nương ta trường đắc một những kia thiên ma đáng sợ đi. Trầm tường cười nói, không cần lo lắng ta là tới giúp các ngươi. Trầm tường quay về trên không oanh một quyền, một trận kim quang từ quả đấm của hắn tuôn ra, chất phát chấn ma thánh lực bị hắn thả ra tới. Huyền phù ở trong trời cao, sau đó hóa thành một huyền ảo phức tạp hình tròn đại trận. Đại trận xoay tròn trở nên, bên trong linh vân lóe lên lóe lên, mỗi lần lấp lóe đều cắn nuốt linh khí bốn phía để đại trận thả ra tăng thêm sự kinh khủng chấn ma thánh lực. Trầm tường bay đến đại trận trung gian, dơ lên cao hai tay, phảng phất dơ kim sáng lòe lòe đại trận. Hắn thả ra trong cơ thể chấn ma thánh lực muộn quát một tiếng, hàng ma thiên lôi trận. Đại trận màu vàng óng lóe lên, bắn nhanh ra từng đạo từng đạo kim sắc cuồng lôi dường như mưa rào bình thường nhắm đánh mặt đất lý ba lạp âm thanh liên tiếp vang lên dày đặc khủng bố kim sắc lôi điện rọi sáng hôn ám thiên không cuồn cuộn tiếng sấm lay động đại địa vô số thiên ma đang vang rền bên trong phát sinh từng tiếng kêu rên yêu vận động thiên mười mấy nhân yêu tinh thấy tình cảnh này cả kinh mở ra mỹ lệ phấn môi loại kia cuồng bạo kim sắc lôi điện làm cho các nàng cảm thấy run sợ dọa cho các nàng hoa dung thất sắc các nàng đối loại kia chấn ma thánh lực phi thường sợ hãi toàn bộ đại địa bị dày đặc cuồng lôi cọ rửa phía dưới liền giường như một lôi điện luyện ngục từng con thiên ma kêu rên ngã xuống này mấy trăm ngàn thiên ma đối mặt trầm tường loại kia chuyên môn khắc chế yêu ma chấn ma thánh lực cùng với chấn ma khí trận căn bản không hề sức chống cự trong nháy mắt bị đánh gục thiên ma đại quân bị trầm tường lập tức liền quyết định mặt đất thiên ma thi thể chồng chất như núi trầm tường hòa lần trước như thế lợi dụng cường đại thần lực đem những thiên ma này trong cơ thể năng lượng nguyên thạch toàn bộ lấy đi cô động thành một hạt đan nuốt vào trong miệng đang lúc này yêu hậu chạy tới nàng ở phía xa liền biết trầm tường đi tới loại kia trấn ma thánh lực chỉ có trầm tường tài có thấy đầy đất thiên ma thi thể trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm trầm tường cũng không có đối với các nàng người động thù yêu hậu ăn mặc mộc mạc quần màu lục tuy rằng nàng lúc này có chút chật vật nhưng nhìn lại vẫn như cũ như vậy thanh lệ có thể nhân trầm tường nghe nói nàng bản thể là một cây thanh liên. Thực vật hóa thành yêu có thể không thông thường. chung quanh đây đều không có thiên ma, các ngươi nhanh lên một chút trở về động phủ đi thôi. Yêu hậu quay về mười mấy nhân yêu tinh nói rằng. Cầm đầu yêu hồ kính nể mà nhìn về phía trầm tường, sau đó cùng cái khác yêu tinh kiều tích tích đối trầm tường nói cảm ơn sau khi rời đi thật không có suy nghĩ ta cứu người của các ngươi. Người cũng không mời ta tới các ngươi động phủ làm làm sao? Trầm tường cười cợt đạo, lúc này hắn cả người liều lĩnh đạm màu trắng quang vũ. Hắn chính đang luyện hóa vừa nuốt xuống 10 vạn ma nguyên đan. Chỉ là chúng ta lâm thời chỗ tránh nạn, nếu như chúng ta có thể hoặc là đi ra ngoài, Người có thể bất cứ lúc nào tới yêu vận động thiên làm khách. Chúng ta nhất định hoan nghênh của ngươi yêu hậu dùng một đôi trong suốt mỹ lệ con mắt nhìn trầm tường lúc này nàng đối trầm tường không có bất kỳ cảnh giác đây chính là ngươi nói đến thời điểm đừng đuổi ta đi là được trầm tường cười cợt đương nhiên yêu hậu cũng lộ ra bình dị gần gũi ôn nhu nụ cười vừa nãy đa tạ ngươi giải cứu chúng ta yêu vận động thiên tiểu yêu tinh ta muốn bảo đảm chúng ta động phủ phụ cận không có thiên ma vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ở chung quanh đây tuần tra yêu hậu, nghe nói ngươi là một cây thanh liên biến thành. Người nên có nhân tên chứ, trầm tường hỏi như vậy cũng là muốn nhìn tô mị giao hòa bạch, u u có biết hay không cái này yêu hậu. Yêu hậu hơi hơi sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu có người dám hỏi như vậy tên của nàng, bất quá nàng cũng bộ phản cảm, mỉm cười trả lời, đương nhiên là có ta hóa thành hình người thời điểm là một cô bé. Lúc đó là một bà lão thu nhận giúp đỡ ta, ta theo nàng họ lữ tên là Thấm Liên. Bạch U U Hòa Tô Mị Giao đột nhiên kinh hô trở nên. Tô Mị Giao thở dài nói, họ lữ bà lão này yêu hậu tới đầu không nhỏ. Tuy rằng chúng ta không quen biết nàng, nhưng này nhân bà lão chúng ta nhận ra. Yêu vận động thiên có thể nói là thiên yêu giới một rất trẻ trung thế lực nhưng cũng như mặt trời ban trưa. Nguyên lai không chỉ có là này bảy yêu tinh hiểu được dùng độc nguyên lai còn có một người rất lợi hại vật chống đỡ lấy. Ở chấn ma thiên tôn thời đại kia nhất làm cho chấn ma thiên tôn đau đầu chính là một họ lữ gia hòa có người nói dùng độc rất lợi hại chấn ma thiên tôn có thể có thể vì khắc chế hắn độc tài khai sáng ra chấn ma thần công có thể để người ta tu luyện ra có thể bách độc bất xâm chấn ma kim thân rất nhiều năm qua đi chấn ma thần điện vẫn còn nhưng có chấn ma kim thân người nhưng vẫn không có xuất hiện mà dùng độc rất mạnh lữ thị hậu nhân nhưng xuất hiện vẫn cùng chấn ma thần điện công khai tranh tài đánh bại chấn ma thần điện điện chủ lữ thị hậu nhân chính là một bà lão thu dưỡng lữ thấm liên bà lão hẳn là chính là lữ thị hậu nhân không thể nghi ngờ tỷ tỷ ta đã từng tìm kiếm quá nàng nhiều năm cuối cùng thật giống tìm tới còn các nàng chuyện gì xảy ra ta liền không được biết rồi bạch u u nói rằng thấy trầm tường không có nói chuyện lữ thấm liên nói rằng ngươi đang luyện công trầm tường gật đầu nói, hừm, Lữ tiền bối ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lữ thấm liên cười nhạt, xin hỏi, người ở thiên giới nghe nói qua bạch tử thiến sao, có nàng gần nhất tin tức làm. Trầm tường đây là thế bạch u u hỏi, nghe được bạch tử thiến tên, Lữ thấm liên sắc mặt hơi đổi một chút. Mang theo ôn nhu nụ cười mặt ngọc đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nghe nói qua, nguyên bản truyền thuyết nàng ở hơn 10 vạn năm trước liền chết đi nhưng quãng thời gian trước lại đột nhiên xuất hiện ở thiên giới ta đã từng an tường gặp mặt một lần vốn khi đó muốn hẹn cẩn thận tranh tài một lần nhưng mới vừa cùng nàng chạm mặt liền đến rồi một đoàn cường giả đều là tới truy sát nàng cái gì nàng làm chuyện gì lại bị truy sát trầm tường trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt nàng dùng ma hù tử khí giết chết một tên thiên giới tiên vương cùng với tiên vương nhiều tên cường đại hơn nữa có tiếng thủ hạ, cơ hồ đem một tiên giới lên thế lực cường đại diệt. Nói đến ma hù tử khí, Lữ Thấm Liên ngưng mắt nhìn trầm tường. Nàng biết trầm tường đã từng từ tràn ngập ma hù tử khí yêu ma thiên khanh phía dưới đi ra tới quá. Trầm tường trao mày trở nên, lữ thấm liên bạch tử thiến có chuyện, hắn liền đoán được là kết quả này, bởi vì bạch tử thiến ở trước đây thật lâu cũng như thế trải qua chỉ bất quá khi đó bị bức ép phải đem ma hù tử khí giao ra. Hắn hoài nghi bạch tử thiến lúc trước từ thập vạn ma sơn lúc rời đi cũng không có lập tức trở về thiên ma giới mà là đi yêu ma thiên khanh ở phía dưới cho tới ma hù tử khí. Người ở yêu ma thiên khanh phía dưới trải qua đúng không coi như là ta hòa bạch tử thiến khả năng đều không thể sống ở phía dưới lâu như vậy. Lữ thấm liên khe khẽ thở dài chỉ cần là dùng độc không ai không muốn trưởng khống ma hù tử khí nếu như ta là bạch tử thiến gặp phải ma hù tử khí tuyệt đối sẽ không buông tha nhưng hiện tại yêu ma thiên khanh ma hù tử khí quá nặng ngay cả ta đều không thể tới gần ừm trầm tường biết chuyện này đã không phải bí mật gì lúc trước mắt thấy tất cả những thứ này người liền có không ít một lúc sau đương nhiên sẽ tiết lộ phong thanh Lữ thấm liên trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một vệt kích động kế tục hỏi, ngươi tu luyện ra chấn ma thánh lực, nói vậy là đã chiếm được chấn ma thần công, ta từng nghe từng nói. Chấn ma thiên tôn có thể tu luyện ra chân chính bách độc bất xâm thể chất chính là dựa vào chấn ma thần công. Ngươi lẽ nào, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi làm một điểm ma hù tử khí? trầm tường khẽ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời lữ thấm liên hỏi đề. Lữ thấm liên nhìn chung quanh, khẽ gật đầu thấp giọng nói, tất có báo lại. Có cái gì báo lại? Trầm tường cười cợt nói, đây chính là phi thường mạo hiểm sự tình nếu như bị biết đến thoại. Hai chúng ta cũng phải vong mệnh thiên nhai. Ngươi là luyện đan sư, nói vậy ngươi nên rõ ràng thánh liên tử giá trị đi. Lữ thấm liên cũng không lo lắng hậu quả, đôi mắt đẹp lập lè thanh mang. Nhìn lại liền dường như hai hạt phát sáng màu xanh hạt sen là vị thuốc chính tài, bắt. Tô Mị Giao Hưng phấn nói rằng, nàng nói vị thuốc chính tài. Chính là luyện chế có thể làm cho nàng hòa bạch u u khôi phục đỉnh cao thực lực đan dược. Ta là thanh liên hóa thành, ta mỗi 10.000 năm là có thể ngưng kết một hạt thánh liên tử. Ta hiện tại cũng có, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ quịt nợ. Lữ thấm liên nhìn một phương hướng, Nguyệt Mi cau lại, nói rằng, theo ta tới. Có người chính hướng bên này qua tới thánh liên tử là thánh cấp dược liệu, phi thường quý giá, chỉ có thành tinh, liên hoa, mới có thể kết thành. Nàng nói tới không giả, tô mị giao kích động nói rằng, không nghĩ đến nhanh như vậy lại tiến đến một phần vị thuốc chính tài rồi. trầm tường theo lữ thấm liên đi tới một mê người u cốc. Ở đây có một tòa nhà gỗ, hiển nhiên là lữ thấm liên thường thường tới địa phương, nàng chiêu đãi trầm tường ngồi xuống, cho trầm tường châm trà rót nước sau đó từ đàn trong miệng phun ra một hạt lập lòe ánh sáng màu xanh hạt sen. Trầm tường nhìn thánh liên tử đờ ra, chỉ là bị loại kia thánh khiết ánh sáng màu xanh chiếu rọi, hắn liền cả người thoải mái. Hơn nữa trước đó ăn hạt dùng mấy trăm ngàn thiên ma luyện thành đan cũng ra tốc luyện hóa. Thơm quá, trầm tường mũi nhíu một thoáng, lặng lẽ cười nói. Lữ thấm liên mang trên mặt mỉm cười kiều rên một tiếng, đây chính là thánh liên tử, nếu như ngươi tu luyện ra chấn ma kim thân, ma hù tử khí đều không làm gì được ngươi. Năm đó thu nhận giúp đỡ ta vị kia bà lão chính là dùng ma hù tử khí hòa nhiều loại kỳ độc công kích chấn ma thiên tôn, nhưng chấn ma thiên tôn nhưng một chút việc đều không có. Chấn ma thiên tôn còn một ra tay, vị kia bà lão liền chịu thua rồi. Người cần bao nhiêu ma hù tử khí? trầm tường nhìn lữ thấm liên ngọc trưởng lên thánh liên tử duỗi tay tới nắm mà lữ thấm liên cũng không có trở ngại cản tùy ý trầm tường cầm trong tay thưởng thức đây là một hạt chuyên môn dùng tới chứa đựng ma hù tử khí hạt châu vị kia bà lão cho ta nàng hòa ta nói nếu như có cơ hội lấy được tuyệt đối đừng quản cái gì tam giới truy nã có thể nắm bao nhiêu sẽ bao nhiêu có thể ngươi giúp ta chứa đầy thánh liên tử chính là của ngươi lữ thấm liên trước đó vẫn lo lắng trầm tường sẽ dùng thanh long đồ ma đao diệt nàng yêu vận động thiên cho nên đối với trầm tường ôm có nhất định địch ý có đến vài lần đều muốn đối trầm tường ra tay rồi cũng may không có bằng không nàng hiện tại cũng sẽ mất đi đạt được ma hù tử khí cơ hội hiện tại lữ thấm liên biết hòa trầm tường hợp tác là một chuyện rất vui thích tình trầm tường tiếp nhận hạt trong suốt hạt châu cười nhạt từ trong đan điền thả ra ma hù tử khí tới rót vào hạt hạt châu ma hù tử khí là không có màu sắc không có mùi nhưng truyền vào hạt hạt châu sau hạt hạt châu lại đột nhiên tỏa ra nhàn nhạt quang hà vừa nhìn liền biết hạt châu này là chuyên môn vì chứa đựng ma khí luyện chế lữ thấm liên cả kinh nói không ra lời tới đồng thời một thân mồ hôi lạnh thấy trầm tường như thế làm nàng đương nhiên có thể đoán được trầm tường đem ma hù tử khí chứa đựng ở trong người nếu như nàng mạo muội đối trầm tường ra tay nói không chắc sẽ bị trầm tường dùng ma hù tử khí giết chết rất nhiều trước đây nói không thông sự tình, hiện tại đã nói xuôi được. Chỉ như trầm tường ở đan thành trong một đêm ám sát bãi hơn trăm tên cường giả, nếu như hắn có ma hù tử khí, liền có thể nói tới thông. Lữ thấm liên làm yêu vận động thiên yêu hậu, là dùng độc cao thủ, ở thiên giới đều có thật nhiều cường giả e ngại nàng, nếu như biết được nàng nắm giữ ma hù tử khí loại này đồ vật những kia hận nàng đã lâu người nhất định sẽ lập tức ra tay, vì lẽ đó trầm tường cũng không sợ nàng tiết lộ ra ngoài bí mật này, bọn họ hiện tại đều nắm giữ đối phương bí mật. Vô hình trung hình thành một loại khế ước, người hạt châu này chứa đựng đến thật nhiều, trầm tường nhưng là truyền vận không ít ma hù tử khí đi vào. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy bên trong còn có thật nhiều không gian e sợ nhiều năm qua chỉ có ngươi dám đem ma hù tử khí cất giữ ở trong thân thể ngươi sử dụng nhất định phải cẩn thận bị phát hiện có thể không phải đùa giỡn mặc dù như bạch tử thiến thực lực người như vậy đều đến vong mệnh thiên nhai lữ thấm liên nói rằng bạch tử thiến rất mạnh trầm tường nghe nàng khẩu khí thật giống như bạch tử thiến còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm đương nhiên rất mạnh nàng nhưng là tiền bối của ta nàng mất tích nhiều năm tái hiện thiên giới gây nên tiên ma yêu tam đại thiên giới chấn động bất quá không biết nàng tại sao muốn dùng ma hù tử khí giết chết một tiên vương sẽ ở đó sau khi nàng liền bị tam đại thiên giới truy nã lữ thấm liên khẽ thở dài bằng không ta liền có thể cùng nàng luận bàn một phen tiên vương rất lợi hại phải không trầm tường lại hỏi hắn suy đoán bạch tử thiến giết chết tiên vương hẳn là hòa bạch u u có quan hệ bạch tử thiến hòa bạch u u bị trầm tương tác hợp hai tỷ muội mặc dù nhiều năm tới quan hệ nhìn lại đều rất lạnh nhạt nhưng sâu trong nội tâm cảm tình xác thực rất sâu hầu đương nhiên lợi hại vậy cũng là tiên trung vương giả ta tuy rằng được gọi là yêu hậu cũng chỉ là bởi vì ta dùng độc vô song mà thôi so với thực lực ta hòa tiên vương còn cách một đoạn bằng không bạch tử thiến cũng sẽ không vận dụng ma hù tử khí đi giết tử cái này tiên vương. Lữ thấm liên nhìn trầm tường lòng bàn tay hạt châu. Hạt châu kia ánh sáng càng lúc càng mạnh nói rõ ma hù tử khí càng lúc càng nhiều. Cái này cũng là ma hù tử khí vì sao lại bị cửu thiên thập địa cấm dùng nguyên nhân quá khủng bố bạch tử thiến khoảng cách tiên vương cấp bậc hẳn là còn có một chút khoảng cách nhưng muốn giết chết tiên vương lại hết sức không dễ chỉ có vận dụng ma hù tử khí lữ thấm liên duỗi tay ngọc nói rằng đã đầy này đủ ta sử dụng thời gian rất lâu có thể một lần cho tới nhiều như vậy vẫn đúng là không dễ dàng lữ thấm liên thật cao hứng ma hù tử khí tuy rằng cấm kỵ nhưng vẫn có không ít độc sư chiếm được quá chỉ bất quá đều không có bị phát hiện nhưng không phải mỗi một nhân độc sư đều có cơ hội cho tới nhiều như vậy. Trầm tường cũng chiếm được hạt thánh liên tử, lần giao dịch này cũng làm cho hắn rất vui vẻ. Hắn cũng không có tổn thất đến cái gì. Sẽ không phải đem ngươi lấy sạch đi. Lữ thấm liên đem hạt châu kia thu hồi tới yên nhiên cười nói. Đương nhiên không có cho dù lấy sạch ta còn có thể tới yêu ma thiên khanh nơi nào đây thải. Nơi đó lấy mãi không hết nha trầm tường cười ha ha, người cũng phải cẩn thận này ma hù tử khí, đừng chính mình giết chết chính mình, ta tuy rằng không sợ đồ chơi này. Nhưng ta đã thấy rất nhiều người là bị loại đồ chơi này giết chết. Lữ thấm liên cười duyên nói, những người kia đều là bị ngươi giết chết đi, không nghĩ đến ngươi cũng là một dùng độc cao thủ. Chẳng trách không sợ ta, đúng rồi, ta nghe cổ đông thần nói, người nơi này cũng bán đan dược ta yêu vận động thiên vị trí có thật nhiều linh dược quý giá, trực tiếp ăn không có đan dược hiệu quả tốt. Người có thể đi tìm đan hương nguyệt nàng là sư chất của ta, cũng là một đĩnh lợi hại luyện đan sư, ngươi đi tìm hắn thời điểm. Liền nói là ta cho ngươi đi, trầm tưởng muốn cho hoa hương nguyệt hòa yêu hậu giữ gìn mối quan hệ, sau đó đan hương đào nguyên thì có yêu vận động thiên chiếu. Những kia cổ lão thế lực cũng không dám động. Đúng rồi, người hướng về ta hỏi dò bạch tử thiến sự tình đến cùng là vì cái gì, ngươi biết nàng. Lữ thấm liên đối này thật tò mò bạch tử thiến cũng chỉ là ở rất nhiều năm tiền thiên giới có tiếng mà thôi trầm tường dĩ nhiên biết ta chỉ là tình cờ nhặt được một quyển sách cổ mặt trên ghi lại cái này dùng độc ma nữ đã từng sử dụng tới ma hù tử khí vì lẽ đó ta là tốt rồi kỳ hỏi thăm một chút ta muốn càng thêm thỏa đáng sử dụng ma hù tử khí trầm tường tùy tiện biên nhân lý do này ngược lại là nhiều năm trước bạch tử thiến liền nắm giữ quá ma hù tử khí Lữ thấm liên gật gật đầu, sau đó ta gặp phải nàng, sẽ cùng nàng thế ngươi chào hỏi. Ngươi nắm giữ nhiều như vậy ma hù tử khí, nàng nhất định đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lữ thấm liên còn phải bảo vệ nàng mang tới đám kia yêu tinh, không có hòa trầm tường nhiều chuyện phiếm. Liền cùng rời đi cái này u cốc mà trầm tường cũng muốn đi tìm kiếm đoạn sùng bọn họ. Sau đó có cơ hội nhất định phải tới chúng ta yêu vận động tiên. Lữ thấm liên cười nói ta sợ bị các ngươi tiểu yêu tinh cho mê chết. Trầm tường cười ha ha nở nụ cười. Liền ở tại bọn hắn muốn. Phần lúc, khi khác thiên không hắc vân đột nhiên đè đến, chỉ thấy từng con to lớn màu đen dị thú rơi xuống, dường như một bước khối cự thạch tạp trên mặt đất phát sinh ầm ầm vang vọng. Chỉ là trong chớp mắt mặt đất chính là một mảnh tối om om thiên ma, dường như nước thủy chiều đen kịt phun trào giống như vậy. Hướng một phương hướng điên cuồng chạy đi những thứ đồ này dĩ nhiên là từ trên trời không hạ đến trầm tường nhìn thiên không còn ở rơi xuống thiên ma hơi kinh ngạc hừm số lượng rất nhiều không biết là làm sao tinh thần thực lực tổng hợp cũng không yếu mỗi lần đều là mấy trăm ngàn ngày hôm trước ma hạ xuống lữ thấm liên nhìn phương xa bên kia không phải chúng ta yêu vận động thiên vị trí cái hướng kia thật giống cũng không có thế lực tụ tập nhưng vì sao lại có nhiều như vậy thiên ma quá khứ vậy ta phải đi xem xem trầm tường cần săn giết lượng lớn thiên ma thiên ma trong cơ thể năng lượng nguyên thạch năng để hắn nhanh chóng tăng lên chân khí cẩn thận lữ thấm liên cũng không phải như vậy lo lắng trầm tường bởi vì trầm tường có thể giết chết thiên ma quân vương trầm tường ẩn giấu ở trên không hắc vân bên trong nhìn dưới mặt đất dường như thủy triều tuôn ra mấy trăm ngàn đầu to lớn thiên ma những thiên ma này đi tới phương hướng lập lòe từng trận hào quang có người ở nơi đó chiến đấu luồng hơi thở này rất quen thuộc nha lẽ nào là trầm tường thân thể bỗng nhiên run lên là tiểu quang đầu hắn tại sao lại ở chỗ này đây là vũ khai minh khí tức hơn nữa chỉ có một mình hắn ở nơi đó chiến đấu trầm tường lập tức tăng nhanh tốc độ bay về phía đại chiến địa phương vũ khai minh là mạnh hơn hắn thế nhưng đối phó muốn loại này thiên ma hắn muốn so với rất nhiều cường giả sở trường rất nhanh hắn liền thấy vũ khai minh máu me khắp người đang cùng một ba đầu sáu tay người chiến đấu người kia hẳn là chính là thiên ma không thể nghi ngờ chỉ bất quá là quân vương cấp bậc tiểu quang đầu đại vương trên người có một tầng màu xanh đen ngạnh bì rất cao rất gầy nhưng này ba cánh tay nhưng phi thường linh hoạt mạnh mẽ mỗi một tay đều có lại trường lại tiêm móng tay dường như từng thanh móc câu giống như vậy lóng lánh hàn quang này ba con thiên ma thực lực rất cường hãn, Vũ Khai Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống đối, nhưng theo vô số thiên ma quá tới, Vũ Khai Minh càng lúc càng vất vả. Hắn làm sao một người trợ giúp đều không có. Trầm tường lấy ra thanh long đồ ma đau, lập tức hướng ba con thiên ma vọt tới. Tiểu quang đầu, đối phó những kia tiểu thiên ma. Những người này giao cho ta. Trầm tường hô to đến, thần đao lóe lên, bổ ra một thanh lôi lấp lóe nộ long, hướng ba con thiên ma rít gào mà đi. Thanh Long đồ ma đao. Chính là người giết chết ảnh quân vương. Ba con thiên ma ba há miệng đồng thời nói rằng, hắn sáu cái lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra sáu đám hắc khí, ngừng tụ thành sáu cái năng lượng màu đen cầu. Đồng thời bay về phía giết gào mà tới màu xanh nộ long. Oanh oanh oanh. Màu xanh nộ long cùng sáu đoàn tràn ngập tử khí năng lượng đoàn kích đụng vào nhau, phát sinh mãnh liệt nổ tung, thiên địa bị cuồn cuộn tiếng sấm bao phủ tới gần những kia thiên ma càng bị cái cỗ này năng lượng ba quét thành mảnh vỡ. Phế vật kia đúng là ta giết ngày hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở trong tay ta. Trầm tường đang khi nói chuyện liên tục bổ mấy đau, long lực hòa chấn ma thánh lực ở thần trong đau sông tới. Sản sinh càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, vừa mang theo chấn ma thánh lực khắc chế yêu ma sức mạnh. Lại có uy thế ngập trời long lực mấy cái kim màu trắng thánh long mang theo một loại thánh khiết sức mạnh phát sinh kinh thiên động địa rồng gầm bưng mạnh mẽ vuốt rồng như quang hồng bình thường hướng ba con thiên ma đằng bay qua ba con thiên ma hoảng hốt chấn ma thánh lực thông qua thanh long đồ ma đao sử dụng tới tới tạo thành sức mạnh kia để hết thảy yêu ma sợ hãi ba con thiên ma phảng phất gặp phải chấn ma thiên tôn giống như vậy cả người đều bị cả kinh ngây ngẩn cả người liền mấy cái kim long xung kích mà tới thì hắn phản ứng quá tới sáu tay trên dưới vung vẩy một dữ tợn khủng bố đỏ như máu đầu lâu đem hắn bao phủ ở bên trong trầm tường hóa lòng đao khí xông tới đến đầu lâu mặt trên lại bị mặt trên những kia hố đen toàn bộ hút đi tiểu sư thúc cần giúp một tay không vũ khai minh ở phía xa hỏi hắn chính đang đối phó mặt đất những kia tiểu thiên ma không cần trầm tường cầm đao mà lên, cả người chấn ma thánh lực bạo dũng, để cả người hắn dường như tản ra thánh quang đồ ma chí tôn, hắn đi tới ba con thiên ma trước mặt. Giờ lên thanh long đồ ma đao, giữa bầu trời nhất thời lôi điện mãnh liệt thiên không phạm vi trăm dặm linh khí chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, đều trên không trung đằng vũ kích đụng phải. Bắn ra từng đạo từng đạo cuồng lôi, toàn bộ ngưng tụ ở trầm tường trên người. Lúc này trầm tường thật giống như ở một tấm che trời lưới điện trung gian, điên cuồng tụ tập lôi điện. Mà hắn phía dưới to lớn đầu lâu hai cái đen ngòm mắt to, bỗng nhiên bắn ra hai đạo hắc khí, hóa thành hai con dữ tợn khủng bố quỷ thủ, phát sinh vù vù quỷ hào. Chụp vào trầm tường lồng ngực, hành, trầm tường một hừ trên người hào quang vạn trượng trực tiếp tịnh hóa những kia muốn công kích hắn hắc khí. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lôi điện biến mất mà thần đao nhưng tiềm điện sáng quắc lôi đình chảm, thanh long đồ ma đao nhất thời lấp lóe vô số đạo như rồng trí lôi điện. Chiếu sáng cả bị hắc vân bao phủ thiên không, thần đao đánh xuống, toàn bộ đại địa đều run rẩy trở nên, đại địa càng bị thần đao thả ra tới khủng bố cưỡng chế vỡ ra tới. Trên không hắc vân cũng hướng về hai bên lui lại, dương quang từ hắc vân vết nứt chiếu đến đồng thời. Thanh long đồ ma đao chém xuống ở cái này nhìn lại cứng rắn, không thể phá vỡ đầu lâu mặt trên lôi đình một chảm, nứt các đại địa chấn động nhật nguyệt. Đầu lâu kèm theo một tiếng vang vọng thiên lôi luyện ngục nổ vang mà nát nứt, bên trong ba con thiên ma cũng bị chém thành hai nửa. Trầm tường tóc tung bay, không trung phong vân tuôn ra. Hắn một quyền đánh về phía trên không, mênh mông chấn ma thánh lực từ thân thể của hắn tuôn ra, dường như sông lớn dòng nước xiết tràn vào trong trời cao. Hình thành một đại trận, hàng ma thiên lôi trận, đây chính là chấn ma khí trận chung rất mạnh một đại trận. Vũ Khai Minh kinh ngạc, không nghĩ đến dùng chấn ma thánh lực sử dụng tới tới là khủng bố như vậy. Đại trận điên cuồng xoay tròn, thánh quang chiếu rọi ở đại địa. Những kia thiên ma bị loại kia kim sắc thánh quang chiếu rọi đến, thân thể toàn bộ hòa tan, sau đó bị hút vào trên không, toàn bộ tiến vào hàng ma thiên lôi trận bên trong. Liền ngay cả ba con thiên ma hai nửa thân thể cũng bị hút đi tới ở bên trong luyện hóa trầm tường lại muốn thứ dùng những thiên ma này ngưng luyện ra một hạt phẩm chất cao hơn thiên ma hoa đan linh khí bị trầm tường dùng thần lực khống chế kích va trở nên bắn mạnh ra từng trận khủng bố lôi điện chi lực từng đạo từng đạo lôi điện toàn bộ liên tiếp đại trận kia phảng phất một tấm to lớn thiên võng giữa bầu trời ma khí hòa mặt đất thiên ma toàn bộ bị làm kinh sợ lên cho ta tới Trầm tường giống to một tiếng, đại địa khẽ run trở nên, những kia bị thánh quang thiêu đốt thiên ma toàn bộ huyền phù trở nên tràn vào hàng ma thiên lôi trận bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, mặt đất thiên ma liền toàn bộ biến mất, ma vân cũng đã tán đi, khôi phục yên tĩnh, trầm tường thả ra tới hàng ma thiên lôi trận cũng đang chậm chậm thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đoàn to bằng nắm tay quang hà, chính là một hạt thiên ma hoa đan. Tiểu sư thúc, đây là cái gì? Vũ Khai Minh một tới kịp hỏi xong, liền thấy Trầm Tường đem Thiên Ma Hoa Đan cho nuốt, sau đó đối với hắn cười nói, có thể ăn đồ vật. Trầm Tường ăn Thiên Ma Hoa Đan, thân thể trong kinh mạch chân khí, dường như từng cái từng cái đại giang dòng nước xiết giống như vậy, lượng lớn chân khí ở trong kinh mạch của hắn sôi trào mãnh liệt. Tràn vào liệt hỏa trong đan điền tiếp thu luyện hóa, điều này làm cho hắn lớn tiếng rít gào trở nên, khí thế như cầu vồng. Chấn động vòm trời, nơi nào có Thiên Ma Trầm tường chân khí trong cơ thể tuôn trào, bên ngoài cơ thể bạch khí bốc lên, tiến hành loại này điên cuồng luyện hóa, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể giết càng nhiều thiên ma, xung kích hắn bình cảnh. Vũ Khai Minh sâu sắc hít một mạch tiểu sư thúc theo ta tới, rất nhiều thế lực ẩn giấu địa phương đều bị thiên ma vây quanh, hiểu được ngươi giết. Không, hẳn là đủ ngươi ăn trầm tường theo vũ khai minh hướng một ma khí hừng hực địa phương bay đi, lúc này trầm tường còn ở luyện hóa vừa ăn nơi đó thiên ma hoa đan, khí tức hừng hực. Ở chỗ rất xa liền có thể cảm ứng hắn đến, lúc này bên kia ma khí cũng âm thầm dũng động bởi vì bọn họ cảm giác được uy hiếp. Ta là đi tuần tra thời điểm bị nhìn chăm chăm. Vì không cho những thiên ma này phát hiện chúng ta ẩn giấu địa phương, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ dẫn đi ai biết lại gặp phải quân vương cấp bậc gia hòa. May là gia hỏa này không thế nào cường. Vũ Khai Minh nói rằng, tiểu mau đầu là sắp xếp như thế nào? Trầm tường hỏi, thần Vũ Đại Lục liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa sau tới còn để rất nhiều thế lực nhỏ gia nhập. Như vậy chúng ta liền tạo thành một rất cường đại quần thể, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không muốn cùng thiên ma phát sinh xung đột. Tận lực để những kia cổ lão thế lực đối phó thiên ma đại quân. Vũ Khai Minh nói rằng. Vũ Khai Minh đột nhiên nổi giận trở nên thế nhưng có mấy cái cổ lão thế lực nhưng đem những thiên ma này hướng về chúng ta bên này dẫn tới. Chúng ta đã tra ra là cái nào mấy cái thế lực rồi. Từ Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong ra nhất định có phân. Trầm tường âm thanh lạnh lẽo, nhìn về phía trước hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Ánh mắt như rồng, đem phía trước hai đám bay vụt qua tới hắc vân đánh tan một thác bọn họ phi thường ác độc đều là đem thiên ma dẫn hướng về một ít những thế lực khác liền ngay cả đào hoa thánh cảnh đều bị bọn họ xếp đặt một đảo. Đào hoa thánh cảnh đào hoa phu nhân còn hướng về chúng ta cầu cứu rồi, ngay khi trước đây không lâu, hiện tại trưởng giáo đã sắp xếp người quá đến rồi. Cổ đông thần nói rằng, trầm tường lãnh tiếu, mang ta đi đào hoa thánh cảnh chỗ đặt chân, trước tiên đem đào hoa thánh cảnh cứu, sau đó tiêu diệt thiên ma cuối cùng lại đi thảo phạt từ Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong ra bọn họ, đây là bọn hắn, khinh người quá đáng, tuyệt không thể để cho bọn họ dễ chịu. Được, ta Thái Vũ Môn nhất định phải tìm bọn họ toán món nợ này, Vũ Khai Minh tức sôi ruột nếu như có thể liên hợp nhiều cái thế lực. Nhất định phải ở chỗ này để từ Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong ra những này cổ lão thế lực xuất huyết nhiều, đào hoa thánh cảnh ở thời kỳ Thái Cổ liền không có hòa những kia cổ lão thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu bán đi thập thiên đại đế vẫn luôn là trung lập mà hiện tại những kia cổ lão thế lực vẫn muốn đem đào hoa thánh cảnh lôi xuống nước vì lẽ đó trong bóng tối hòa đào hoa thánh cảnh đại trưởng lão liên hệ nghĩ thông suốt quá này tới đánh diêu thục mỹ nhưng ai biết đại trưởng lão một đám nhân mã ở đây toàn bộ bị diệt rơi mất bây giờ đào hoa thánh cảnh hoàn toàn bị diêu thục mỹ trưởng khống mà đào hoa thánh cảnh nhưng có hòa thần vũ đại lục liên thủ ý tứ, những kia cổ lão thế lực lo lắng sau đó đào hoa thánh cảnh sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Vì lẽ đó dự định ở thiên lôi luyện ngục bên trong đem ngoại trừ trầm tường hiện tại rồi cùng vũ khai minh chạy tới đào hoa thánh cảnh ẩn thân địa phương. Đào hoa thánh cảnh ở diêu thục Mỹ, trường quản dưới, vẫn luôn vô cùng biết điều, nhưng thực lực nhưng vẫn là rất mạnh có thể lôi kéo như thế một cái cổ lão thế lực đối kháng những kia kẻ phản bội dư nghiệt cũng là một cái rất đáng giá sự tình xa xa liền duyên mấy dặm đại sơn bị một đám đen kịt thiên ma bao quanh dãy núi kia bị một cái thật mạnh mẽ trận bảo vệ lại tới những kia thiên ma không cách nào tiến vào nhưng đại trận nhưng một chút bị những thiên ma này cắn nuốt không thể tính toán thú hình thiên ma phát sinh từng trận âm u hống khiếu trong miệng phun ra một đoàn đoàn màu đen tà khí oanh kích đại trận kia toàn bộ sơn mạch chu vi đều là những thiên ma này, nếu như xếp trở nên, so với dãy núi kia còn cao hơn, nhìn ra để nhân tê cả ra đầu, nhiều như vậy nha, Vũ Khai Minh ở phía xa thấy. Không khỏi dùng mình một cái, mấy trăm vạn nhiều như vậy, xem ra đều là mấy người cố ý dẫn quá đến rồi, xem ra bọn họ là quyết định muốn tiêu diệt đi đào hoa thánh cảnh trầm tường cũng không nghĩ đến số lượng sẽ nhiều như thế phía trước phía dưới một mảng lớn đều là phun trào gầm thét lên thú hình thiên ma như sao sao biển rộng giống như vậy không nhìn thấy phần cuối nếu như đào hoa thánh cảnh có thể tránh thoát kiếp nạn này xem ra đều sẽ cùng những kia cổ lão thế lực là địch chúng ta lại thêm một người minh hữu vũ khai minh nói rằng ở nhân vực chung hết thảy môn phái hòa gia tộc đều nhất trí cho rằng nơi này sớm muộn sẽ có một trận đại chiến là hòa những kia cổ lão thế lực chiến tranh những kia cổ lão thế lực dã tâm chậm rãi hiền hiện hiện tại liền bắt đầu nuốt chừng một ít môn phái nhỏ giả lấy thời gian bọn họ nhất định sẽ bởi vì sưng bá mảnh này thiên mà chém khoảnh khắc chút đối kháng thế lực của bọn họ đào hoa thánh cảnh nhất định có thể tránh thoát trầm tường đôi mắt tản ra tia sáng kỳ dị thật giống như một đại trác khai vị bữa tiệc lớn bãi ở trước mắt hiện tại hắn còn hiềm những thiên ma này không đủ đây long tiết di đột nhiên nói mau nhìn bên kia có mấy người mới vừa từ bên trong bay ra tới, trầm tường tuần long tuyết di nói tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy có mấy cái cả người lượn lờ một tầng tà khí người lặng lẽ từ ngày đó ma bên trong đại dương chuồn ra tới, những này nói vậy chính là đem thiên ma hấp dẫn quá tới ra hòa. Không thể để cho bọn họ sống sót trở lại, trầm tường đạp vài bước mấy cái thuấn tiềm liền đi tới những người kia bầu trời, các ngươi là từ Nguyệt Thánh Cảnh đi, trầm tường cười lạnh nói. Các ngươi uất ức trưởng giáo đều chết trong tay ta, các ngươi đám người kia cũng không hiểu đến an phận một ít, Trầm Tường, là ngươi, một người trung niên hoảng hốt. Trầm Tường có thể giết chết bọn họ cái kia cường đại trưởng giáo, ở tại bọn hắn xem ra thực lực khẳng định rất mạnh, Trầm Tường thả ra ngũ hành chân khí. Trên không trung ngưng tụ ra một tòa ngàn trượng cao đại sơn, thả ra hai con to lớn tay, bao vây lại ngọn núi lớn kia, hướng mấy người kia mãnh đập xuống, cùng lúc đó phía sau hắn còn hiện ra vô số điều nộ hào trùng thiên đại giang, để hắn ngưng tụ ra uy thế vô cùng đáng sợ, ngọn núi lớn kia liền dường như trầm tường cây búa giống như vậy. Bị hắn luân đập mạnh trở nên, tuy rằng nhìn lại cồng cành, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm, chỉ là vừa đối mặt mấy cái từ nguyệt thánh cảnh người liền bị đập xuống, ép trên mặt đất hòa những kia tiên ma huyết nhục niêm hợp lại cùng nhau, nhưng vẫn chưa chết đi, trầm tường thả ra chấn ma thánh lực lao xuống, một cước tầng tầng dẫm ở một cái trung niên trên lồng ngực diện. Trực tiếp dẫm nát tan người kia xương ngực để trung niên kia hét thảm một tiếng, ngươi. Thiên giới từ Nguyệt Thánh Cảnh đã dưới đến rồi một đại nhân vật so với trưởng giáo còn cường đại hơn. Còn mang theo một con rất lợi hại tiên thú, trầm tường, bọn ngươi chết đi, trung niên kia lãnh tiếu, ngươi nếu là thả chúng ta ta cũng đã giết các ngươi trưởng giáo tử nguyệt thánh cảnh dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ta ta thả các ngươi có thể như thế nào ngươi cho rằng liền các ngươi này mấy cái tiểu con tôm có thể khoảng trừng trái phải tử nguyệt thánh cảnh trầm tường cười khẩy nói mi tâm bắn ra vài đạo hào quang triển khai nhiếp hồn ma chú tiến vào mấy người này trong óc muốn tìm kiếm một ít có liên quan với tử nguyệt thánh cảnh tin tức bất đắc dĩ những người này thức hải đều có tự mình năng lực bảo vệ chỉ cần bị xâm nhập đều sẽ tự mình hủy diệt trầm tường bốn phía thú hình thiên ma trồng chất như núi, nhưng cũng không dám tới gần trầm tường, trầm tường trên người thả ra tới thánh quang, chiếu rọi ở chúng nó trên người. Thật giống như thiêu đốt chúng nó như thế, có thiên ma cũng đã lui một lớp ra, nhưng những này không có linh trí thiên ma càng thêm phẫn nộ, hướng trầm tường không ngừng gầm thét lên. Trầm tường hai chân mãnh đạp mặt đất một cái kim hà lượn lờ thái cực âm dương đồ đột nhiên xuất hiện ở âm dương đồ bên ngoài hoàn hữu một con rồng lần quẩn, đây là thái cực long trận có thể sản sinh một luồng phi thường khủng bố sức hút, bây giờ Trầm Tường lại thả ra Hỏa Thần Quyết Nung nấu chi hỏa, chỉ cần thiên ma bị hấp quá tới, đều sẽ bị hắn trực tiếp nung nấu thành tinh thuần chân khí, Trầm Tường dưới chân thái cực long trận càng lúc càng lớn, trong nháy mắt trở nên rộng chừng trăm trượng. Bốn phía hết thảy thiên ma toàn bộ bị thái cực long trận cho nuốt chửng, Vũ Khai Minh ở trên không nhìn, chỉ cảm thấy cái kia chấn động thái cực long trận dường như một cái vực sâu không đáy những kia thiên ma bị hấp quá tới sau khi toàn bộ rơi bên trong, vô số thiên ma điên cuồng hướng trầm tường bên này dũng tới, một khi chạm được thái cực long trận. Đều sẽ bị nung nấu chi hỏa đốt cháy, trong cơ thể năng lượng nguyên thạch trực tiếp bị dung thành chân khí, tràn vào trầm tường trong đan điền, lớn hơn chút nữa. Trầm tường vì tăng nhanh tốc độ nung nấu đi những thiên ma này, để dưới chân thái cực long trận trở nên càng thêm to lớn, bao trùm hắn phạm vi ngàn dặm nếu như hắn không phải tu luyện hòa thần quyết hòa thái cực hàng long công cũng không cách nào hóa nhiều như vậy chân khí. Hơn nữa hắn thân thể đã đạt đến tiên ma thân thể đại thành, mỗi điều kinh mạch bên trong cũng giống như là đại giang bình thường rộng rãi, có thể nhanh chóng hấp thu hoặc là là dâng trào ra lượng lớn chân khí thiên ma số lượng rất nhiều. Trầm Tường lúc này nuốt chừng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, này một nhóm lớn tiên ma lúc này đều bị Trầm Tường kiềm chế lại. Tuy rằng trong miệng đều hướng Trầm Tường phụt lên từng đạo từng đạo uy nghiêm đáng sợ tà khí, nhưng chỉ cần đi vào Thái Cực Long trận, đều sẽ bị tịnh hóa. Đảo Hoa Thánh cảnh người ở bên trong vẫn luôn ở làm tốt hòa vô số tiên ma đại chiến chuẩn bị, bọn họ đại trận vẫn đều đang run rẩy, nhưng hiện tại lại đột nhiên yên tĩnh xuống tới điều này làm cho diêu thục Mỹ không khỏi chạy ra tới. Diêu thục Mỹ từ bên trong dãy núi bay ra tới, thấy ở cách đó không xa trầm tường đang dùng vô thượng thần công đối phó những kia thiên ma. Không khỏi vạn phần kinh ngạc trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ trầm tường tu luyện ra chấn ma thánh lực là những thiên ma này nhất là e ngại. Trầm tường dùng loại sức mạnh này đối phó những thiên ma này liền dường như nắm mã nghĩ giống như vậy, rất cảm tạ các ngươi có thể tới, diêu thục Mỹ đi tới vũ khai minh bên người. Vô cùng cảm kích nói rằng, không cần cảm ơn ta tiểu sư thúc hẳn là cũng là ở bồi thường các ngươi đào hoa thánh cảnh, Vũ Khai Minh cười cợt, xem ra chúng ta không cần động thủ. Ở đây nhìn là được đào cảnh đại trưởng lão Hòa một chút thực lực không sai, trưởng lão cũng không thể trở về, một đoán liền biết Hòa trầm tường có quan hệ. Vì lẽ đó Vũ Khai Minh tài sẽ nói như vậy, trưởng lão cấu kết người ngoài, muốn cho đào hoa thánh cảnh đi vào một cái lão tổ tông phản đối con đường tuy nói bọn họ chết đi đối đào hoa thánh cảnh tổn thất rất lớn nhưng cũng để đào hoa thánh cảnh tạm thời không cần rơi vào nguy cơ bên trong diêu thục mỹ bất đắc dĩ thở dài một hơi bởi vì ở thiên giới đào hoa thánh cảnh cũng có đồng dạng sức mạnh trầm tường trong cơ thể chân nguyên hạt một hạt tiếp theo một hạt sáng lên tới trong đan điền năm tôn thú như cũng như cùng bị có vài đại giang liên tiếp chân khí điên cuồng tràn vào bên trong mở ra từng cái từng cái có thể chứa đựng chân khí chân nguyên hạt Tốc độ phi thường nhanh, tốc độ còn chưa đủ nhanh, trầm tường lúc này cảm thấy trong đan điền luyện hóa tốc độ căn bản theo không kịp thu lấy chân khí tốc độ, lúc này, bất chi bất giác. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một ít vận công tâm pháp, để hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chính đang một mảnh trong sáng bầu trời đêm dưới, quan sát vô số tinh thần di động như thế. Hắn lúc này trong đầu hiện lên vận công tâm pháp chính là lấy giữa bầu trời đấu triển tinh di phương thức xuất hiện, vô số tinh thần đang di động đồng thời xây dựng ra từng cái từng cái huyền ảo đại trận, để sức mạnh sản sinh các loại phản ứng, có lúc mấy tinh thần nối liền một cái tuyến lại là một đạo linh vân. Này tấm đấu chuyển tinh di đồ hàm chứa tự nhiên đại đạo thần vận, trầm tường rất nhanh rơi vào trong đó, để cho mình trong đan điền năm tôn thú như chung vô số chân nguyên hạt. Dựa theo đấu chuyển tinh di đồ bên trong mênh mông tinh hải tới bố trí, hắn biết đây là hắn đột nhiên phát động cảm ứng thiên sát thuật thời cơ, đây chính là phi thường cơ hội hiếm có tuyệt không có thể dễ dàng buông tha hắn nhưng là vừa đạt được thiên sát thuật liền có thể lĩnh ngộ trong đó một ít yếu lĩnh điều này làm cho hắn hưng phấn dị thương trầm tường dưới chân thái cực đồ xoay tròn tốc độ đột nhiên biến chậm nhưng cũng phảng phất hòa vào đại địa giống như vậy khiến người ta nhìn lại có một luồng không nói ra thần vận thật giống như cái này thái cực long trận là đại địa dựng dục ra tới giống như vậy cùng lúc đó không trung ma vân toàn bộ bị hút dưới tới trong sáng bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện vô số ánh sao chiếu rọi ở đại địa nhưng tinh thần chi lực tiến vào đại địa bên trong đều bị thái cực long trận cho hút đi tiểu sư thúc đang làm gì vũ khai minh sững sờ hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt trầm tường có vẻ mịt mờ thật giống như hòa thiên địa dung hợp giống như vậy mà thái cực long trận trở nên càng to lớn hơn đã kéo dài tới bốn phía hết thảy thiên ma dưới chân chỉ là trong nháy mắt hết thảy thiên ma đều rơi vào thái cực long trong trận mà trầm tường trong cơ thể điên cuồng luyện hóa chân khí một ít bị bài trừ đi khí thải từ thân thể dâng trào đi phát sinh từng trận tiếng hô chuyện này hắn thật giống đang hút thu trong thiên địa sức mạnh mượn đại địa tới hấp thu quá khủng bố vũ khai minh rên rỉ nói diêu thục mỹ thấy trầm tường không dừng tận hấp thu linh khí bốn phía không khỏi lo lắng trở nên bởi vì bọn họ đào hoa thánh cảnh liền đóng quân ở đây mà phía dưới này cũng có một mảnh mỏ tinh thạch mạch chờ đã hắn thật giống không phải đang hút thu linh khí vũ khai minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không chỉ thấy từng khối từng khối vẫn thạch khổng lồ chính đang hạ xuống tới mau bỏ đi đi ngươi đào hoa thánh cảnh đệ tử tiểu sư thúc đã phát điên vũ khai minh đột nhiên thấy một cái to lớn ngôi sao màu trắng từ trên trời không rơi rụng điên cuồng gào thét trở nên diêu thục mỹ cũng bị cả kinh sắc mặt trắng bệch loại này đem tinh vực tinh thần làm dưới tới sức mạnh chỉ có thiên địa sát phạt thuật tài có thể làm được đến cổ lão thế lực trong sách cổ liền ghi chép có thiên địa sát phạt thuật khá là đáng sợ chính là từ giữa bầu trời triệu hoán thứ này trầm tường lúc này chỉ là thông qua hắn cường đại thần lực thông qua chiếu xuống tới tinh thần chi lực cảm ứng đem một viên khá là kháo mặt đất tinh thần cho hấp dưới tới diêu thục mỹ lập tức tới đem bên trong dãy núi đệ từ toàn bộ bỏ chạy may là viên ngôi sao màu trắng không có như vậy dễ dàng liền bị làm dưới tới thật giống chính đang chống cự trầm tường sức mạnh ở phía xa cả đám chừng lớn mắt. Nhìn có thể phá hủy một cái đại lục to lớn ngôi sao màu trắng chậm rãi hạ xuống, sản sinh cái cỗ này cưỡng chế, đem mặt đất nứt toác mục dai lan đôi mắt đẹp nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, trầm tường trước đây không lâu ở đan thành thời điểm thực lực và nàng cũng chỉ là cân sức ngang tài, gặp phải những ngày qua tử thiên nữ còn phải thoái nhượng nhưng bây giờ nàng cảm giác mình chống đỡ 10 chiêu là tốt lắm rồi, nuốt trường tinh thần loại này nghịch thiên thuật cũng chỉ có năm đó thập thiên đại đế trải qua, bây giờ có thể tận mắt nhìn. Bị choáng một đám người lớn, trầm tường hai mắt liều lĩnh bạch quang, ngửa đầu nhìn to lớn ngôi sao màu trắng, nổi giận gầm lên một tiếng, vùng quyền quay về ngôi sao màu trắng đập ra ngoài. Mình mông long lực tuôn ra, hóa thành một con to lớn long quyền, đánh về phía ngôi sao màu trắng, như núi to lớn long quyền nện ở ngôi sao màu trắng mặt trên cực kỳ một trận hùng vĩ năng lượng cuộn sóng, đem phạm vi mấy dặm núi cao san thành bình địa chỉ có đào hoa thánh cảnh vị trí dãy núi kia còn xây ở. Ngôi sao màu trắng cũng không có bị một quyền đổ nát trầm tường thấy này, lại một quyền đánh ra oanh oanh oanh, trầm tường ra quyền, còn dùng lên hàng ma kính chín tầng. Để long lực đồ tăng nhanh lần, loại kia cường thế, dường như muốn đem thiên đập chết như thế, mỗi một quyền đánh ra, cũng làm cho mọi người chấn động theo nhưng hắn cũng chỉ có thể đem khối này ngôi sao màu trắng đánh ra một ít mảnh vỡ tới đào hoa thánh cảnh trước đó vị trí dãy núi kia lúc này cũng đã bị từng trận sóng khí phá hủy hóa thành bình địa trầm tường lúc này thể hiện ra tới thực lực đã vượt xa khỏi hắn tự thân trình độ bởi vì này đã không phải sức mạnh của hắn mà là hắn ở mượn sức mạnh của mặt đất muốn đánh tan hành tinh này đem đánh thành mảnh vỡ sau đó nuốt chừng liên tục đập phá hơn một nghìn quyền ngôi sao màu trắng mặt ngoài đột nhiên sản sinh mấy vết nứt ánh sáng vạn đảo loại kia mãnh liệt ánh sáng dường như vô số đem lợi kiếm dường như muốn đem thời gian xuyên thủng từ những kia trong vết nứt bắn nhanh đi một tiếng nổ vang lay động tinh hà đánh nứt đại địa phảng phất toàn bộ thiên lôi luyện ngục đều phải bị này thanh vang vọng xé rách giống như vậy chấn động mỗi cái linh hồn người tỏa ra trói mắt bạch quang tinh thần đột nhiên nứt ra bạo thành từng khối từng khối tiểu thạch khối, toàn bộ đi rơi trên mặt đất thái cực long trong trận, hóa thành cực kỳ bàng bạc chân khí, tràn vào trầm tường thân thể. Trầm tường giác đến tu luyện của mình phương thức muốn phát sinh trọng đại chuyển biến, đã không giống trước đó Hoàng Cẩm Thiên nói cho hắn con đường. Đây cũng là bởi vì đột nhiên cảm ngộ thiên sát thuật mà phát sinh chuyển biến, vì có thể làm cho hắn chuyển biến thành công, hắn tu luyện địa sát chi thuật thần sát chi thuật hòa thiên sát thuật đột nhiên sinh ra kỳ dị sức mạnh từ trong tinh không làm dưới một ngôi sao còn mượn đại địa chi lực nổ nát tinh thần. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.